Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật Ký ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một ngày chúng ta vẫn có hai đề tài liên quan tới tài sự và đề tài thứ nhất vẫn liên quan tới tình hình tại biển Đông. Quý vị, ngày hôm nay Philippines đã đi một cái đường hướng được xem là khá quyết liệt và trong đó cho thấy rằng là Philippines dường như đã biết được cái cách chơi ở trên cộng đồng quốc tế và giờ đây họ đã bắt đầu thực hiện cái chiến lược này. À, trên cái tờ South China Morning Post số ra ngày hôm nay cho biết là Philippines đã chơi chiến lược gọi là bạch hóa tất cả những gì đang xảy ra trên biển Đông và đây sẽ là một cái thách thức đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc khi mà họ thực hiện các cái hành động được xem là bức hại các cái quốc gia ở xung quanh khu vực đặc biệt là xung quanh biển Đông. Bây giờ chúng ta đi vào bản tin trước đi. Rồi sau đó chúng ta mới đi vào phân tích xem liệu chiến lược này của Philippines có hữu hiệu hay không và nếu nó hữu hiệu thì Bắc Kinh sẽ phải đối phó như thế nào. Ok quý vị, Philippines đã bắt đầu là phát động một cái chiến lược công bố tất cả những hành động của Trung Quốc ở trên Biển Đông. Đây là cái bản tin mới nhất từ tờ South China Morning Post ngày quý vị số ra ngày 8 tây tháng 3 tức là số mới nhất ngày hôm nay theo cái à, à, nó liên lạc lại từ cái hãng thông tấn AP. Trong đó thì lực lượng tuần duyên Philippines đã phát động một chiến lược công bố tất cả những hành động bất hại của, của Trung Quốc trên khu vực tranh chấp tại Biển Đông nơi mà Trung Quốc hệ thống tuyên truyền của Trung Quốc với lại cộng đồng quốc tế và lên án những hành động mà đã đưa Bắc Kinh ra trước ánh sáng đó là lời phát biểu của à, viên chức Philippines đưa ra ngày thứ tư à, mà lực lượng tuần duyên của Philippines đã à, thực hiện các cuộc tuần tra ở trên khu vực tranh chấp và à, gia tăng cái nỗ lực để đưa ra những tài liệu và à, công khai hóa tất cả những hành động và thái độ của Trung Quốc trong cái chiến lược này và trong đó bao gồm luôn cả cái biến cố ngày 6 tây tháng 2 khi mà lực lượng hải giám của Trung Quốc đã sử dụng ti laser để làm mù tất cả những cái thành viên ở trên một cái chiếc uh, tàu tuần tra của Philippines ở khu vực tranh chấp ở cái bãi cạn. Và lực lượng tuần duyên của Trung Quốc của Philippines đã phản đối và cho công bố cái đoạn video của cái uh, biến cố này và trong đó báo động ở Philippines, Hoa Kỳ và một số quốc gia Tây phương. Tổng thống Ferdinand Marcos Jr đã cho mời đại sứ của Trung Quốc tới Manila và sau đó nói rằng lực lượng quân sự Philippines sẽ phải tập trung vào việc mà đấu tranh với lại lực lượng hồi giáo và lực lượng à, à, cộng sản ở tại Philippines đồng thời à, còn một số có những cái đe dọa ở nội địa cũng như ngoài các cái à, quốc phòng ở bên ngoài và trong đó gần như là cả, bao gồm luôn cả cái khu vực mà tranh chấp trên biển đông tôi có thể nói rằng đây là cái phương cách tốt nhất để cho thấy à, Trung Quốc đang có những hoạt động trên vùng màu xám ở phía tây bờ biển Philippines và nó sẽ được công bố đó là chỉ huy trưởng của lực lượng tuần duyên của Đa Philippines có tên là Tarila à, và trong đó ông nói rằng là có Trung Quốc thì vẫn thường xuyên sử dụng cái này để mà bức hại các cái uh, ngư phụ và sử dụng các cái uh, bình phong là những uh, ngư dân uh, bình thường và trong đó họ luôn uh, có những cái hành động quân sự để mà tìm cách gọi là bức hại những cái uh, quốc gia xung quanh và ông Tarila đã uh, nói rằng là đã sử dụng cái tên Philippines cho cái khu vực biển ở biển đông và gần khu vực phía tây của họ và ông nói rằng là Trung Quốc vẫn thường xuyên có những cái hoạt động trên cái vùng màu xám và lực lượng tuần duyên Philippines đã bắt đầu có những cái hành động lên tiếng mạnh mẽ trong cái vai trò gọi là chống lại sự bức hại của Trung Quốc và trong đó họ lên án gây gắt việc mà Bắc Kinh à, và muốn đưa Bắc Kinh ra trước ánh sáng Trung Quốc hành động à, gần như là họ đã che có cái bóng che và tất cả lực lượng của họ đều à, hoạt động và tôi chúng tôi xà và họ cố tình đưa ra những cái lời dối trá ở trước công chúng ông Terilla nói rằng Manila sẽ à, đã rất là bực bội trong cái việc mà T laser bắn vào trong cái à, à, cái tàu của họ tức là làm à, khó khăn cho họ và bao, bao gồm luôn việc mà à, tòa đại sứ của họ Manila đã giải thích về vị trí này và, và giới chức của Trung Quốc nói rằng à, lực lượng của Philippines thì à, xâm phạm vào lãnh thổ của Trung Quốc ở trên khu vực này và uh, lực lượng hải giám của Trung Quốc đã hành động đầy chuyên nghiệp và sử dụng và một cái loại vũ khí không gây tổn thương để mà đẩy cái tàu Philippines ra và trong đó thì uh, phía bộ ngoại giao Hoa Kỳ đã có phản ứng với biến cố này và nói rằng Trung Quốc đang gây một chiến dịch uh, thái độ rất nguy hiểm trực tiếp đe dọa hòa bình an ninh ở khu vực và rõ ràng đang phá hủy tất cả những cái căn bản của uh, trật tự thế giới và trong đó tái nhắc lại lời cảnh báo rằng uh, Hoa Kỳ sẽ bảo vệ cho Philippines một cái hiệp ước đồng minh và nếu lực lượng Philippines và máy bay cũng như tàu chiến Philippines mà nằm dưới sự tấn công ở tại Biển Đông và Raymond Power được xem là một tư lệnh không quân về hưu của Hoa Kỳ người đã nghiên cứu về cái chiến lược của Trung Quốc đã ca ngợi cái hành động này của lực lượng tuần duyên Philippines là công bố tất cả những hành động của Trung Quốc ở trên khu vực Biển Đông tuy nhiên cảnh cáo rằng chính quyền Philippines có thể sẽ nằm dưới áp lực của Trung Quốc là không nên gây ra những cái vấn đề và công bố những điều này. Đây được xem là một trong những cái bản tin mới nhất và quý vị như vậy thì sau một thời gian dài, Philippines phải chịu đựng sự bức hại của Trung Quốc và họ chỉ gửi thư phản đối và những gì xảy ra ở trên khu vực biển đông, đặc biệt là trong khu vực quần đảo Trường Sa, chúng ta không có hình ảnh, chúng ta không có một cái video nào hết và do đó. Trung Quốc tha hồ muốn thao túng và đưa tin giả, tin nhiễu cũng như là những cái tin fake news trên toàn thế giới và trong đó họ cố tình che lấp những cái hành động của họ ở trong cái bài báo này. Mặc dù nó được đăng ở trên tờ South China Morning Post, một tờ báo thân cộng sản ở tại Hồng Kông, nhưng chúng ta nhìn thấy được hai điểm. Điểm thứ nhất là quý vị, à, cái hành động này của Philippines là muốn cho thấy rõ rằng là họ bạch hóa tất cả những gì đang xảy ra ở trên khu vực của quần đảo Trường Sa, nơi mà có nhiều quốc gia đang tranh giành chủ quyền tại đây, gồm có Việt Nam, Philippines, Brunei, Malaysia, Trung Quốc và kể cả Đài Loan. Thì quý vị, điều thứ nhất mà chúng ta nhìn thấy được ở trong cái cái cái, cái bài này là điều thứ nhất chính Philippines vạch ra Trung Quốc đã sử dụng lực lượng ngư phủ mà tôi vẫn thường gọi với quý vị là lực lượng dân quân ngư phủ Dân quân ngư phủ là một cái một cái cụm chữ mà do tôi đặt ra là để mà diễn tả về cái lực lượng đánh bắt cá của Trung Quốc là nó đội lốt dân sự, nhưng thật sự thì nó là lực lượng quân sự và tôi gọi đây là lực lượng bán quân sự của Trung Quốc. Bởi vì theo luật của Trung Quốc thì không có một cái tư nhân nào được phép sở hữu súng đạn. Đây là cái chính thức từ cái luật lệ của Trung Quốc. Nhưng tất cả lực lượng đánh cá của Trung Quốc đều lắp đặt những cái súng đại liên ở trên tất cả những tàu đánh cá của họ và trang bị rất nhiều những loại vũ khí khác. Do đó, việc trang bị vũ khí này là do chính PLA trang bị cho họ. Chính vì vậy mà tôi mới gọi đây là cái đám gọi là bán quân sự, tức là họ mượn danh là tàu đánh cá, nhưng mà thực chất quý vị, những à, những người à, thuyền viên đánh cá trong đó hầu hết là lực lượng PLA. Đây là cái trò mà cộng sản Việt Nam và cộng sản Trung Quốc vẫn thường dùng. quý vị, từ mười mấy năm nay khi mà xảy ra cái sự tranh chấp trên biển Đông, nói là ngư dân Việt Nam bị ăn hiếp ở trên Hoàng Sa hay là bị đâm tàu, các vị, thì số lượng mà ngư dân thật sự chỉ có một cho tới 2 phần mười thôi. Tám, mười, tám phần 10 còn lại, quý vị, đều là lực lượng quân đội hải quân của của cộng sản Việt Nam đội lốt ngư dân. Và chính Trung Quốc cũng y chang như vậy Họ đội lốt ngư dân để mà họ tìm cách gọi là xâm phạm vào chủ quyền của các quốc gia khác Ở trên cái vùng địa biển tranh chấp Tại vì quần đảo Trường Sa thì có mỗi một quốc gia làm chủ một số đảo trên đó Thì quý vị sự tranh chấp này đã kéo dài nhiều năm Và bây giờ nó bùng phát mạnh mẽ hơn Tuy nhiên trong tất cả các cái lực lượng thì yếu nhất vẫn là Việt Nam và Philippines Phía Việt Nam thì họ che giấu tất cả mọi thứ Thậm chí là đôi lúc họ chỉ đăng những cái tin mà ngư phủ Việt Nam bị bức hại ở trên mặt báo đó thì quý vị chưa chắc đó là những ngư phủ. Họ đều là họ đều là lực lượng hải quân của Cộng sản Việt Nam đội lốt. Ngược lại thì quý vị thấy, ít, ít thấy tin lắm và ít thấy hình ảnh. Trong khi Philippines thì gần như là họ bị bức hại lực lượng hải và à hải giám của Trung Quốc gần như hoạt động mỗi ngày ở khu vực này. Mỗi ngày lực lượng hải giám nó phối hợp chung với lại cái lực lượng bán quân sự của Trung Quốc tức là dân của ngư phụ này nó hoạt động ngay khu vực gần Philippines. Thì quý vị, Philippines đã bị bức hại rất nhiều và quý vị thấy tổng cộng có 70 lá đơn phản đối gửi cho phía của tòa đại sứ Trung Quốc trong năm ngoái. Thì quý vị thấy rõ ràng là Trung Quốc đã có những cái hành động rất là dịu hồng, nhưng khi ra tin tới cộng đồng quốc tế thì tất cả đều mù mù mờ mờ, không ai hiểu rõ cái tình hình biển Đông cả. Và Trung Quốc đều theo dệt một câu chuyện khác để mà gây nhiễu thông tin cũng như là cố tình, cố tình để mà à, gọi là đưa ra một cái à, tinh hỏa mù làm cho tất cả à, cộng đồng quốc tế không ai biết rõ chuyện gì đang xảy ra trên Biển Đông. Đây là cái lối của Trung Quốc thường làm. Thì quý vị, lần này phía lực lượng tuần duyên của Philippines đã đưa ra cái chiến lược tức là họ sẽ lắp đặt tất cả những camera ở trên các chiếc tàu tuần duyên của họ họ sẽ lắp đặt tất cả những cái hệ thống thu hình, chụp hình ở trên các cái tàu đánh cá của các người phủ. Để mà bất kỳ một cái biến cố nào xảy ra, họ sẽ chuyển tất cả những hình ảnh đó về cho lực lượng tuần duyên của Philippines. Và lực lượng tuần duyên của Philippines sẽ set up một trang web để công bố tất cả những hình ảnh này, minh bạch hóa tất cả những cái gì đang xảy ra trên Biển Đông. Để cho cộng đồng quốc tế thấy được là cái trò gian manh của Trung Quốc sử dụng cái lực lượng bán quân sự để uy hiếp các quốc gia ở xung quanh. Thì quý vị, đây là một cái chiến lược tôi cho là rất thông minh của Philippines. Tại vì chỉ có minh bạch thì mới đánh bại được những cái ý đồ của Cộng sản Trung Quốc. Còn nếu mà âm thầm, chịu đựng hay là đi đêm đó quý vị, thì trước sau gì cũng bị Trung Quốc nó bịt miệng hết. Nó sẽ dùng tất cả quyền lợi, à, nó sẽ dùng tất cả quyền lực, quyền lợi và nó dùng tất cả những cái uh, tư thế nó ép quốc gia đó không thể lên tiếng do đó những cái quốc gia đó phải chịu đựng cái sự o ép của cộng sản trung quốc rất là nhiều bây giờ philippines lại đi cái hướng này tức là tất cả hình ảnh diễn biến xảy ra trên biển đông và kể cả những cái hình ảnh mà quân đội của nhật bản hay là của úc hay của hoa kỳ cùng đi tuần tra chung với quân đội của philippines tức là lực lượng hải quân của philippines hay là lực lượng tuần duyên của philippines thì quý vị điều này chúng ta sẽ thấy được tất cả những diễn biến xảy ra trên mặt biển chứ mỗi lần xảy ra quý vị nếu không có hình ảnh video nếu không có những cái uh, uh, hình chụp thì chúng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra hết và trung quốc lại theo dệt một câu chuyện khác để mà gây nhiễu thông tin do đó quý vị lần này philippines đưa ra một cái uh, chiến lược này tôi cho là cái chiến lược rất tốt bởi vì cái quan niệm của tôi muốn đối phó với cộng sản trung quốc và cái tham vọng bành trướng của họ Cách hay nhất là minh bạch hóa tất cả những cái à, tiếp xúc với họ Minh bạch hóa tất cả những cái à, à, thương thảo với họ Và minh bạch hóa tất cả những cái cuộc tranh chấp với họ Phơi bày ra hết Đó là cái chiến lược tốt nhất để kềm chế Trung Quốc Và ngăn chặn cái tham, tham vọng bành trướng của Trung Quốc Cũng như là những cái trò gian manh của họ Chỉ có minh bạch Thì Trung Quốc sẽ không làm gì được Thì quý vị đây là cái chiến lược rất thông minh bởi vì nếu như mà tất cả được minh bạch ra bên ngoài Và tất cả những hình ảnh được phơi bày ra bên ngoài Trung Quốc không còn đường đỡ Bây giờ họ nói rằng là Philippines xâm phạm lãnh hải của họ Quý vị Cái đường lưỡi bò của Trung Quốc đã bị bác bỏ bởi cộng đồng quốc tế Và ngay chính cả Hoa Kỳ cũng không chấp nhận cái đường lưỡi bò này Và vẫn khẳng định ở trên khu vực này có cái hải phận quốc tế và tự do hàng hải thì quý vị bây giờ lãnh hại là cái đảo nào của Trung Quốc Đảo Gạt Ma đánh chiếm của Việt Nam trước đây Hay là một số những cái đảo hoang Trung Quốc chiếm đóng Rồi bây giờ xây dựng các cái hạ tầng cơ sở về quân sự Và cho đó là lãnh hại của họ Thì quý vị đây rõ ràng là Trung Quốc đang có cố, cố tình lấp liếm Cố tình lấp liếm và cho thấy rằng là họ làm chủ toàn Biển Đông Nhưng quý vị giống như tôi nói các quốc gia tranh chấp họ à, ở cái thế yếu hơn tại vì quân đội họ không mạnh bằng quân đội của Trung Quốc. Nhưng không có nghĩa là họ không có cách. Tôi phải nói rằng là lần này ông Ferdinand Marcos Jr đã rất là à, cứng ca, cứng cứng rắn trong cái à, trong cái chính sách đối ngoại, đặc biệt là cái sùa cái việc mà tranh chấp biển đảo, gần như là ông để hết cho phía Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao độc lập hoàn toàn để có thể đối phó với những trò gọi là bức hại của trung quốc một mặt khác ông thúc đẩy mối quan hệ gần gũi hơn với hoa kỳ và thúc giục hoa kỳ là phải hỗ trợ và cuối cùng thì quý vị thấy hoa kỳ nhật bản úc đều đã đồng ý là sẽ cùng tuần tra chung với philippines ở trên khu vực biển đông điều này cho thấy rằng là cái khu vực biển đông là cái khu vực được xem là có thể trở thành một cái lò thuốc súng nhưng đương nhiên nó không bằng đài loan bây giờ tại vì thật sự ở khu vực này tranh chấp nhiều quốc gia cho nên trung quốc mà muốn nhiều hầu mình cũng không biết là trung quốc sẽ diều hâu với quốc gia nào và có thể dẫn tới cuộc xung đột trước mắt thì chúng ta thấy philippines nhưng mà ở trên quần đảo trường sa malaysia có làm chủ một số đảo việt nam làm chủ một số đảo rồi brunei cũng làm chủ một số đảo rồi đài loan cũng làm chủ ít nhất một đảo ở đây nữa do đó nếu mà nó là cái diện ở nếu mà bùng nổ một cuộc xung đột ở biển đông thì tôi không biết là cái cuộc xung đột này trung quốc sẽ đối đầu với quốc gia nào trong khi đó, Hoa Kỳ có thể phối hợp tuần tra trên Biển Đông với những đối tác ở khu vực. Nhưng Hoa Kỳ không có baseline ở đây. Tức là Hoa Kỳ không có thêm lục địa ở đây. Hoa Kỳ chỉ đóng vai trò hỗ trợ cho những quốc gia ở khu vực thôi. Do đó cũng khó xảy ra một cuộc xung đột đối đầu trực tiếp giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc trên Biển Đông. Trừ phi Trung Quốc tấn công Đài Loan, sử dụng những căn cứ quân sự này tấn công đảo quốc Đài Loan thì lúc đó hoa kỳ mới có mới sử dụng cái khả năng quân sự của mình để tấn công lại những cái vị trí quân sự của trung quốc nằm trên biển đông trừ phi trường đó ra thôi còn nếu như mà chỉ là xung đột về việc tranh chấp cái chủ quyền đánh bắt cá hay là đối đầu nhau đó quý vị thì lực lượng hoa kỳ chỉ có khả năng kềm chế và hỗ trợ cho các đồng minh và đối tác do đó quý vị philippines muốn giành được cái chính danh trên quốc tế thì cái việc mà minh bạch hóa tất cả những diễn biến xảy ra trên Biển Đông là điều cần thiết. Là điều cần thiết là bởi vì người ta sẽ nhìn thấy tất cả những gì xảy ra, thái độ của binh sĩ của Trung Quốc, đặc biệt là lực lượng PLA và kể cả cái lực lượng hải giám của họ. Quý vị biết rằng rất nhiều hậu, rất nhiều hầu và rất là tàn ác. Họ sẵn sàng nhảy vào đánh đập các người phụ không nương tay. Họ đập bằng bá súng, họ dùng bốt đồ xô tức là giày giày lính của họ đó quý vị họ đá vào đầu các các ngư phủ và chuyện này đã xảy ra đối với ngư phủ của philippines và một phần ngư phủ của việt nam thì quý vị những hành động này trung quốc đều chối hết bởi vì không có hình ảnh ghi nhận bắc kinh đều chối hết do đó cái chiến lược mà minh bạch hóa tất cả những hình ảnh này và bắt đầu lắp đặt tất cả những cái camera ở trên các cái tàu đánh cá ở trên các cái tàu tuần duyên và kể cả lực lượng hải quân của Philippines. Thì quý vị, cái à, mức độ kềm chế rất cao bởi vì Trung Quốc biết rõ họ sẽ bị thu hình. Họ sẽ bị thu hình đầy đủ tất cả những hành động của họ. Do đó, muốn thực hiện những cái ý định côn đồ trên mặt biển, họ cũng không làm được. Họ cũng không làm được và đương nhiên thì à, ở trên mặt biển họ chỉ thu hình rồi về họ phát lại thôi. Nhưng phía Philippines không dừng lại ở đây đây là cái chiến lược đầu tiên. Chiến lược thứ hai là họ phải cung cấp cái dịch vụ internet cho các tàu đánh cá ở ngoài biển. cái này là coi như là philippines không thể sử dụng cái hệ thống gọi là uh, circuit ở trên mặt đất được rồi. nó phải về sử dụng cái nguồn cung cấp bằng satellite tức là bằng vệ tinh. thì quý vị nếu mà ngư phủ của philippines hay là lực lượng tuần duyên philippines mà có được cái hệ thống internet ở ngoài biển trên tàu của họ đó quý vị họ có thể live trực tiếp về đất liền tất cả những diễn biến xảy ra thì quý vị điều này sẽ mang đến cái lợi cho Philippines và sự bất lợi của cộng sản Trung Quốc do đó tại sao cộng sản Trung Quốc đã đe dọa là dùng tới 13.000 cái vệ tinh để đè luôn vệ tinh của ông Elon Musk ở trên không gian vũ trụ đó Trung Quốc tuyên bố dữ lắm thì bây giờ để cho họ làm đi Tuy nhiên thì lần này thì Philippines đã đi một bước rất mạnh tôi cho rằng Philippines đi một bước rất mạnh là công khai hóa, bạch hóa tất cả những cái gì mà nó sẽ, gì xảy ra ở khu vực này, không còn nể mặt Trung Quốc nữa. Lúc trước vì nảy mặt hai quốc gia làm việc với nhau để giải quyết trong ôn hòa, Trung Quốc luôn lợi dụng điều này để có có, có cái cái uh, uy hiếp đối với những quốc gia nhỏ. Thì bây giờ Philippines đi ngược lại, họ bạch hóa tất cả và chúng ta sẽ thấy được những cái hành động diều hâu của lực lượng PLA của tàu hải giám Trung Quốc ở trên mặt biển và kể cả cái lực lượng gư phủ dân quân của Trung Quốc, lực lượng này là cái lực lượng rất nhiều hầu và cái lực lượng này là cái lực lượng gần như là nó tin tưởng rằng Hoa Kỳ sẽ không đụng tới họ, tại vì họ là dân sự, lực lượng quân sự của Hoa Kỳ sẽ không đụng tới họ, tại vì tàu họ là tàu dân sự. Nhưng quý vị chưa chắc, tại vì quý vị còn nhớ năm 2020, chính ông Trump đã nói là tất cả những cái hành động của Trung Quốc đều đổi lốt dân sự. Và ông đã ra lệnh cho tất cả các binh sĩ của Hoa Kỳ là có cái quyền tự vệ khi mà bị những cái tàu này uy hiếp. Có nghĩa là không có những tàu này là dân sự. Bây giờ quý vị nghĩ đi tại sao Trung Quốc chơi trò này. Họ muốn giành cái chính danh trên cộng đồng quốc tế chứ không có gì cả. Nếu một tàu quân sự của Hải quân Hoa Kỳ bắn vào một chiếc tàu ngư phủ của Trung Quốc thì họ tri hô là bắn thường dân. Nhưng thật sự đó có phải thường dân không quý vị? Không Các chiếc tàu đánh cá của Trung Quốc Đều có lực lượng đề Tức là lực lượng quân đội Trung Quốc Đội lốt ngư dân Do đó tôi mới gọi đây là lực lượng bán quân sự của Trung Quốc Và lực lượng này là cái lực lượng rất chiều hồng Và nó sẵn sàng làm bất Tất cả những cái gì Mà luật dân sự cho phép nó làm Nhưng quân sự thì không cho phép Do đó nhiều năm nay Những tàu đánh bắt cá ở khu vực biển đông Của Philippines, của Việt Nam Vẫn thường xuyên bị cái lực lượng này nó nguy hiểm mà họ cắn răng họ không làm gì được. Thì quý vị lần này là Philippines đưa ra cái chiến lược này và họ cho công bố cái đoạn video mà Trung Quốc sử dụng cái tia laser để mà làm mù cái hệ thống GPS của tàu tuần duyên của Philippines và gây hoảng loạn về cho các thủy thủ trên đây, các vị họ đã công bố ở trên trang web của họ và họ sẽ đưa lại tất cả những họ cho upload lại tất cả những cái hình ảnh mà Bắc Kinh đã quy hiếp ở cái đảo gọi là Second Thomas Reef là cái đảo mà do phía Philippines quản trị nằm gần Palawan để cho thấy rằng là Trung Quốc ở khu vực khu vực này rất nhiều hồng và quý vị nghĩ rằng nếu mà cộng đồng quốc tế nhìn thấy những hình ảnh này thì Trung Quốc mất đi ngay cái tư thế dành cái chính danh ở trên cái chính trị quốc tế do đó tôi mới nói với quý vị Philippines đi một cái hướng rất là à, tôi gọi là smart tức là họ đi một cái chiến chiến lược rất là khôn ngoan là họ sẽ minh bạch hóa tất cả mọi thứ. Bởi vì chỉ có minh bạch hóa tất cả mọi thứ thì mới dồn Trung Quốc vào một cái vào một cái góc họ không quậy được. Còn nếu như mà vẫn còn những cái đi đêm, vẫn còn những cái thỏa thuận ngầm, vẫn còn những cái thương thảo điêu linh thì quý vị, Trung Quốc sau đó họ sẽ sử dụng cái quyền lực ngầm của họ, cái quyền lực mềm của họ hay là họ sẽ sử dụng cái tư thế của họ để quy hiếp quốc gia đó. Và cuối cùng quốc gia đó chỉ cắn răng không làm gì được. Trung Quốc là chuyên gia chơi trò này. Họ không muốn minh bạch bất cứ một điều gì. Để họ có thể tạo ra một cái gray zone, tức là một cái vùng màu xám cãi qua cãi lại, không biết ai đúng ai sai. Đó là lý do tại sao tôi nói là tái lập trật tự tại Châu là cho trắng đen rõ ràng, không còn vùng màu xám nữa. Hiện nay Trung Quốc đang sử dụng cái vùng màu xám tối đa từ ở eo biển Đài Loan, xe ca cư cho tới khu vực Biển Đông Trung Quốc đang tạo ra cái vùng màu xám rất nhiều Để họ có thể thao túng Cái mạng lưới quân sự của họ và banh trướng ở khu vực này Cũng như xem cái khu vực ở Đông Nam Á Là sân sâu của họ Do đó quý vị Cách hay nhất đối phó với chuyện này Là minh bạch Minh bạch từ trên xuống dưới Thì chính điều này Nó sẽ làm cho Trung Quốc phải think twice Tức là phải suy nghĩ hai lần Nếu mà họ muốn có những cái hành động Bức hại các ngư phủ các tàu tuần duyên của Philippines ở trên mặt biển. Và những cái đoạn clip, những cái footage này sẽ được thảy ra cho cộng đồng quốc tế thấy. Thì lúc đó quý vị, Trung Quốc không làm ăn gì được. Nó sẽ bị lên án gây gắt nếu như có những cái hành động gọi là uy hiếp tới những quốc gia ở xung quanh. Và điều này cho quý vị thấy, cái góc thứ hai mà chúng ta vẫn ngồi chưa biết nó xảy ra như thế nào. Lần trước Trung Quốc khoe khoang trong cái phiên họp của khối ASEAN là sắp sửa đạt được cái COC với lại khối ASEAN, tức là Code of Conduct, quy tắc ứng xử ở trên Biển Đông. Nhưng cái hành động ngày hôm nay của Philippines cho thấy Trung Quốc chưa hề đạt được một cái gì cả. Tức là tin giả do Trung Quốc tung ra. Còn ASEAN thì họ đưa ra những cái ngôn ngữ chung chung thôi. ASEAN họ đưa, tức là khối uh, hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, họ đưa ra một cái ngôn ngữ chung chung thôi. Nhưng Trung Quốc đã lợi dụng và đưa ra cái đưa ra cái, cái cái tin nói rằng là họ sắp sửa đạt được cái quy tắc ứng xử với những quốc gia tại đông nam á hành động hôm nay cho thấy là phía bên không hề có và thứ hai quý vị biết là trong cái cái cốt ốc không đất cái điều quan trọng nhất là trung quốc muốn loại trừ vai trò của hoa kỳ ra khỏi khu vực này trung quốc nói rằng chỉ có giải quyết vấn đề này trên căn bản là phải có baseline tức là phải có cái thêm lục địa ở trong khu vực tranh chấp thì mới được đủ tư cách để mà lên tiếng. Tức là Trung Quốc muốn loại trừ vai trò của Hoa Kỳ. Đương nhiên Hoa Kỳ thì không có baseline ở đây. Nhưng Hoa Kỳ có trách nhiệm bảo vệ cho các đối tác và đồng minh. Do đó quý vị, Hoa Kỳ đã cần lực hỗ trợ cho Philippines. Và Philippines giờ giờ phút này họ không muốn nhắc tới cái code of conduct với lại phía Trung Quốc nữa. Tại vì họ biết Trung Quốc đang sử dụng cái này triệt buộc họ trong một cái hợp đồng triệt buộc họ trong một cái bản thỏa ước mà họ sau này họ sẽ khó phản ứng do đó cái tin này đưa ra cho thấy một cái mặt khác của vấn đề một cái mặt khác của vấn đề là Trung Quốc chưa bao giờ đạt được cái thỏa thuận COC tức là Code of Conduct quy tắc ứng xử và quý vị Bắc Kinh không bao giờ nhắc tới cái Unclosed năm 1982 không bao giờ nhắc tới ông họ mở miệng ra họ nói là ô luật biển quốc tế thôi họ không bao giờ nhắc tới cái UNCLOS năm 1982. UNCLOS năm 1982 là luật trên biển do Liên Hiệp Quốc đã thông qua. Trong đó họ quy định từ thêm lục địa đi ra 12 hải lý là chủ quyền quốc gia, 200 hải lý là vùng đặc quyền kinh tế khai thác. Trung Quốc không có thêm lục địa ở đây. Đảo Hoàng Sa, quân đảo Hoàng Sa họ đánh chiếm bất hợp pháp của Việt Nam Cộng Hòa. Quần đảo Trường Sa họ cũng đánh chiếm một cách bất hợp pháp trong thời chiến tranh Việt Nam và sau đó một khoảng thời gian tức là trung quốc không có thèm lục địa ở đây thêm lục địa họ ở tú khu bắc lần là... thì quý vị rõ ràng bắc kinh đang lấp liếm tất cả những cái sự thật này rồi bây giờ tập cận bình nói là biển đông là của ông ta là bởi của trung quốc là bởi vì tổ tiên của ông ta cái con khỉ nếu mà nó tổ tiên thì nửa dòng sông dương tử trở về phía của phía nam đó nó không phải là đất của trung quốc nó là của Bách Việt Do đó quý vị Những cái lý luận của Trung Quốc không thuyết phục được ai cả Nhưng Trung Quốc chơi cái trò rất gian manh Là họ lắp liếm tất cả những diễn biến xảy ra trên Biển Đông Họ lắp liếm hết Họ tung rất nhiều những tin giả Và cái mạng lưới tuyên truyền của họ ở khắp các quốc gia Nó tung tin giả rất là nhiều Do đó Philippines chọn cái thái độ rất hay Anh muốn tung tin giả chuyện của anh Tôi đưa hình ảnh những gì đang xảy ra dù anh có tung một ngàn cái tin giả đi nữa Cũng vô dụng Tại hình ảnh nói lên tất cả mọi thứ Thì đây là một trong những cái điểm mà tôi nghĩ rằng là Philippines mặc dù là cái tư thế yếu ở trên Biển Đông Nhưng ông Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. Ông biết được cái thế yếu của Philippines Làm sao có được cái sự hỗ trợ mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế Đặc biệt quý vị còn nhớ cuộc chiến của Nga tại Ukraine Cả cộng đồng quốc tế hỗ trợ cho Ukraine philippines cũng muốn được cái vị thế này tức là làm cách nào một quốc gia nhỏ được sự hỗ trợ của quốc tế để chống lại cái sự bành trướng đe dọa của nước lớn mà cái cách hay nhất là phải chứng minh bằng hình ảnh để đạt được cái sự ủng hộ của quốc tế quý vị đây là cách mà philippines đã đưa ra và trong thời gian tới thì tôi nghĩ rằng biển đông sẽ còn có nhiều cái biến động bởi vì thời gian tới nhật bản úc và hoa kỳ đã cam kết với Philippines là sẽ cùng tuần tra với lực lượng của Philippines. Kể cả Úc cũng đã đồng ý. Thì quý vị có nghĩa là Biển Đông trong thời gian tới gần như lực lượng tuần tra sẽ là mỗi ngày. Có nghĩa là hôm, hôm nay Philippines đi chung với lực lượng của Nhật Bản. Ngày mai đi chung với lực lượng của Hoa Kỳ. Ngày mốt đi chung với lực lượng của Úc. Rồi rotation. Tức là xoay vần như vậy. Để giám sát tất cả những khu vực này. Thì khi mà lực lượng quốc tế đã có mặt tại đây. Trung Quốc sẽ phải think twice. Thứ, tức là thứ nhất là Trung Quốc muốn diều hâu cũng khó. Thứ hai, tất cả hình ảnh sẽ được ghi nhận lại. Bắc Kinh muốn lắp liếm cũng không phải dễ dàng. Thì quý vị, đây tôi nghĩ rằng là nhiều quốc gia tại Á Châu nên đi theo cái hướng này. Minh bạch hóa tất cả những tranh chấp. Thì Trung Quốc sẽ giống như là con uh, cua gãy gạt. Không có thể nào mà gọi là lắp liếm được tất cả những sự thật xảy ra trên Biển Đông hay là xảy ra trên khu vực đang tranh chấp đặc biệt là khu vực trường sa thì các vị chỉ có minh bạch mới chặt được tất cả những cái càng bành trướng của trung quốc thôi còn nếu đi đêm thỏa thuận ngầm hay tất cả những điều khác chỉ khiến cho quốc gia đó bị thiệt thòi mà không biết Ok quý vị, đó là cái bài phân tích hiêu tinh nhật ký phần 1 của phong ngày hôm nay liên quan tới thời sự của Biển Đông khi mà Philippines đã bắt đầu đưa ra chiến lược minh bạch hóa tất cả những hình ảnh diễn biến xảy ra ở khu vực à, uh, Tho Second Thomas Reef và một số đảo mà Philippines đã quản trị ở trên quần đảo Trường Sa cho thấy rằng cái đường hướng này sẽ khiến cho Bắc Kinh khó có thể tuyên truyền được và khó có thể lắp liếm được những hành động được xem là thái độ đầy diều hâu bức hại của họ đối với những quốc gia nhỏ tại uh, khu vực Á Châu Thái Bình Dương. Cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho bài nói chuyện này. Phong sẽ trả lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong phần 2 của Hưu Tên Nhật Ký. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các thính giả. Chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.